chào mọi người nha. Thì tiếp theo đây là một dòng sản phẩm siêu hot trong mùa hè này. Thì trong cái mùa hè này tóc của mấy chị dễ bị khô sơ, chị gãy rụng, cũng như là tóc của chúng ta nó sẽ không được suôn mềm mượt, và đặc biệt là cái cấu trúc của tóc nó rất là dễ bị khô sơ, cháy nắng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm là ủ tóc dừa nha mọi người. Cái đây là dòng sản phẩm ủ tóc dừa của Thái Lan luôn, cái này hàng chuẩn 100% luôn, tại vì bên em là kho là chuyên cung cấp những mặt hàng về Thái Lan, những sản phẩm mỹ phẩm của Thái Lan chất lượng, an toàn và đặc biệt là chính hãng chuẩn 100%, nên mà chị nào mà mua hàng của bên em đều biết là hàng của em như thế nào rồi. Còn đối với những chị khách hàng mới, những chị khách hàng muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm của em thì có thể là liên hệ qua cái Zalo bên em qua số điện thoại là 0773339279 hoặc là 0933766739. Còn đối với những chị nào mà muốn gặp trực tiếp cho em, alo cho em á, thì alo cho em qua số điện thoại hotline là 0355838057 nha. Bên em luôn luôn khẳng định với tất cả khách hàng là hàng chuẩn chính hãng 100%, nên mọi người đừng có hỏi em là em ơi em bán hàng loại máy sao rỉ hơn chỗ kia chỗ nọ, bởi vì bên em là kho sỉ và số lượng hàng của em về rất là lớn, nên giá lúc nào cũng phải rỉ hơn những người khác để em mở buôn lại, để mấy chị bán lại kiếm lời nha. Thì mấy chị đang xem video bên em làm kiểu như là mấy chị đã gặp được những cái kho sỉ, những cái kho mà để mấy chị lấy hàng về bán rồi đó. Nếu mọi người đừng ngần ngại chờ đợi gì nữa, liên hệ em ngay để được mua những cái mặt hàng về mình bán lại, chất lượng đảm bảo uy tín cho những cái khách hàng của mình, để được an toàn, để được có nhiều khách hàng đến với mình hơn, thì hãy liên hệ cho em qua số hotline là 0355838057, cam kết hàng chuẩn Thái Lan, made in Thái Lan 100%. Thì đây mọi người thấy cái hộp ủ dừa nó rất là bự luôn, cái hộp này tới 500g, trời ơi cái hộp này rất là thơm luôn nha mọi người. Khi mà mở ra mình cảm giác cái mùi dừa, mùi cái hương liệu từ dừa nó rất là tự nhiên, và cái độ ngọt và độ quán xén của cái mùi dừa nó rất là dễ chịu, nó không hề có một cái mùi nào của hóa chất luôn nha mọi người. Rất là thơm và cực kỳ thơm luôn, phải nói là cực kỳ thơm luôn. Đối với những chị nào mà đang làm những cái tiệm tóc, hoặc là những cái chị nào mà đang muốn mà dưỡng tóc cho mình ấy, thì mua ngay một cái hộp dưỡng ủ tóc này. Em quên cho mọi người xem bên trong của cái hộp này nè. Đây tên em mọi người thấy không, một cái hộp, cái chất tinh chất của nó ở bên trong, một cái kem, dạng kem mà rất là thơm, mà cái mùi hương nó rất là dễ chịu nè. Khi mà mấy chị mà ủ lên tóc ấy, nó rất là mượt luôn. Và một cái hộp này thì mấy chị ủ rất là nhiều lần, rất là tiết kiệm luôn nha mọi người. Không cần phải mua những dòng sản phẩm ủ tóc xa xỉ xịn sò, mà hãy mua ngay một cái em dưỡng ủ tóc nè, từ thiên nhiên như thế này nè, mình ủ nó sẽ hiệu quả hơn và chất lượng hơn, và đặc biệt là nó sẽ gọi là nó sẽ giúp cho tóc của mình mềm mượt hơn, tự nhiên hơn và ngăn ngừa gãy rụng cho tóc. Thì đây là dòng sản phẩm chiết xuất từ trái dừa. Thì mọi người biết là cái dòng sản phẩm mà chiết xuất từ những cái quả trái dừa thì nó cung cấp rất là nhiều vitamin luôn. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Đối với những cái dòng sản phẩm là mấy chục ngàn á, ví dụ như dòng sản phẩm này mấy chục ngàn, thì mấy chị mua ít nhất 2 cái sản phẩm, hoặc là mua kèm thêm một cái sản phẩm nào khác tại shop bên em để được đi hàng nha mọi người. Tại vì rất là nhiều khách hàng của em rất là thích mua những cái sản phẩm tại shop bên em, mà bên em bán sỉ, mà bán một cái giá rất là mềm, chỉ có vài chục ngàn thôi. Mấy chị có nhiều món, mấy chị có 30 ngàn, mấy chị cũng kêu em đóng một hộp đó, một hộp đó 30 ngàn cho mấy chị đóng tới. Nhưng mà bên em không có đóng như vậy, bên em bán hàng là bán từ cái đơn hàng từ là 100 mấy trở lên thì bên em mới đóng hàng, nên mọi người đừng hãy thông cảm cho shop em, bởi vì bán sỉ rồi rất là ít, nên khi mà đóng hàng á mình tốn rất là nhiều chi phí, nào là băng keo, rồi nào là giấy quấn đó rồi công các kiểu, nó rất là nhiều thứ. Nên mọi người mua hàng á đi đơn từ 100 mấy trở lên giúp em nha. Hãy liên hệ sớm cho em để được đặt hàng, để được mua những dòng sản phẩm chính hãng chất lượng và đem đến người tiêu dùng tốt nhất nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video, em chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye.